Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem mình hái mấy cái trái sabuche của cái cây Alano của nhà mình cho mọi người xem nha. Thì coi như đây là năm đầu tiên mà mình có nhiều trái đó mọi người. Mấy năm trước cây mình nó bị gãy cho nên là mất một nửa cái cây luôn, nên năm nay nó mới phát triển lại. Thì nó đậu trái mà không hiểu tại sao nó lại đậu dưới gốc nè. Không có trái nào đậu ở trên hết mà đậu dưới gốc, mà nó chín hết rồi. Cho nên là mình sẽ hái hết vô luôn. Đây, wow, nó mũ quá à. Wow, mũ quá. Lấy tờ giấy để mình để dưới. Sabuche lúc nào nó cũng nhiều mũ á mọi người. Sabuche nè, mình cào cào á mà mình thấy nè, nó ra hết cái bên ngoài mà nó không còn xanh nữa, là nó chín rồi đó mọi người. Đây, mình trời tuần này sẽ bị nóng, bị cái heat wave nó nóng cho nên là thôi hái vô luôn đi, nó cũng sẽ chín thôi. Mà để lâu quá thì sẽ có những cái con á hả, pho sầm nó ăn hết của mình luôn. Đây, hái hết vô luôn. Trái này còn nhỏ nữa, không biết chín chưa. Cỡ này còn xanh. Để mình hái mấy trái bự nè. Hái hết vô luôn, bên này còn trái nữa. Hái vô mũ quá trời luôn. Đây, trái này. Trái này còn xanh không. Ông xã mình ổng bọc lại, sợ mấy cái con này nó ăn, nó nghe mùi hay lắm mọi người. Cứ thấy hả, mình nhiều lúc mình quay qua quay lại thấy cái trái nó hơi mềm mềm là nó ăn mất của mình rồi. Đây, tháo mấy cái bọc ra. Đó, hái hết vô luôn. Chín hết rồi đó. Trái này còn, chắc mình chừa lại hai trái nhỏ nhỏ này. Nó còn ấy quá. Ồ, ở đây còn một chùm nữa luôn. Hái vô luôn. Đây còn không. Đó, mỗi lần hôm nay mình quên mang bao tay. Hái sabuche là mũ không mọi người ơi. Đó, hết rồi. Mình còn mấy trái còn lại mình ráng mình bọc lại coi sao để cho cái con gì nó đừng có ăn. Đây, thành quả được nhiêu đây. Cây này là cây salad wood của mình nè mọi người. Mình cũng hái vô khá nhiều. Rồi có những cành nó nặng chịu, nó gãy luôn mọi người. Cho nên là cũng không còn bao nhiêu. Đây là những cái trái này còn lại thôi. Mình bị gãy nhiều lắm. Năm nay là nào là cành nặng quá gãy, nào là mấy cái con pho sầm nó lên nó ăn của mình đó mọi người. Xong rồi nó làm gãy cái cây luôn. Còn bao nhiêu hết. Đang bắt đầu ra hoa lại trong mùa tới rồi. Ở trên thì chắc còn nhiều. Đó, để mình quay bưởi cho mọi người nhìn. Mọi người nhìn cây bưởi của mình à, chi chít chưa. Không biết là nó có lớn nổi không nữa, mà ông xã mình ảnh bỏ cũng rất là nhiều rồi đó. Bữa này là bưởi đủ thứ hết. Ổi thì cũng bắt đầu lớn cũng khá nhanh. À, đây mình quay cái cây 7 inch cho mọi người xem nè. Trái là đã không? Năm nay là ngon nha, nó có vài trái nó chín chín mà chín sớm á mọi người. Mình ăn mình thấy rất là ngon. Năm nay cây này của mình là mấy trái mà mình ăn là không hạt luôn á mọi người. Nhưng mà mình đợi cho nó lớn lớn, nó chín mấy cái trái mà vừa lớn vừa đẹp để mình mới quay cho mọi người xem. Nè, trái này cũng có vẻ hơi chín rồi nè, tại vì mình ăn mấy cái trái nhỏ nhỏ thôi nên là mình chưa có muốn quay. Đợi mấy trái như những trái này nè lớn lớn thì là mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó, chỗ 7 inch này rất là ngon. Còn mấy cái ổi Thái rồi Đài Loan thì ông xã mình ảnh cũng bọc lại, tại vì sợ nắng nó làm cháy mọi người. Mấy
trái dưới này nè thì chưa bọc nên là thái không hạt. Nè mọi người thấy mấy trái dưới này không, nó còn nhỏ mà nó đã giống như bị rám nắng rồi nè, nên ảnh phải bọc lại hết, rồi cũng tởm cái con gì đó nó ăn, cho nên là bọc lại dưới này. Thì mình thích cây 7 inch năm nay trái rất là đẹp. Đây. Cái cây này mình mà để nhiều á mọi người là trái dở nó sẽ không sần sùi, nhưng mọi người mà mình để trái ít á thì trái nó sẽ sần sùi ngon và không hạt. Mình thấy nó rất là lạ luôn. Cứ mà tha mà để nhiều là trái còn dở là dở luôn. Đây, cây này là Đài Loan. Xã mình anh cũng bọc lại. Mình thích nhất cây bưởi của mình năm nay quá trời trái luôn mọi người ơi. Mấy chậu lan đang nở để mình khoe mọi người. Cây này là cây màu tím, chắc cái này là cũng nở được vài ngày tuần rồi nên cái màu nó hết đậm. Nhưng mà cây này rất là thơm nha. Còn cây này thì đẹp, mình rất là thích cây này. Màu tím đẹp đẹp, nhụy vàng mà cái bông nó to, ở đây nó còn thêm 3 cái chưa có nở nữa. Cây này mình cũng rất là thích. Còn cái giống này là giống hình như là Ansep, cho nên là nó rất là cao, cái vòi nó là mọi người nhìn nè, gần 3-4 feet luôn á, nhưng mà nó chưa có nở. Đó, mọi người thấy cái vòi lan nè, cao lắm, để mai mốt nó nở mình sẽ khoe với mọi người. Còn cây mãng cầu của mình thì vẫn vậy thôi. Trái cũng chưa chích, nói là không có bao nhiêu mà bây giờ nhìn lại cũng quá trời. Ông xã mình ảnh mới tỉa hết, tỉa bớt lá đó mọi người, cho nó bớt tùm để nó giúp để nó nuôi trái, nó đừng có nuôi lá nữa cho trái nó mau lớn. Tại bây giờ là tháng 10 rồi, là mình chắc khoảng 2 tháng nữa là mình có thể ăn được, cho nên là cố gắng nuôi cho nó lớn lớn để trước cái mùa đông nó tới, rồi cái mùa mưa đó nó làm nứt. Đây mình có hai giống mãng cầu đỏ và mãng cầu do Thái.